Giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2023, giá đi ngang sau chuỗi ngày giảm. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc giao động trong khoảng 37.000 đến 39.400 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung giao động trong khoảng 37.000 đến 39.400 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông giao động trong khoảng 37.000 đến 39.400 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày miền Tây giao động trong khoảng 38.000 đến 40.400 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc giao động trong khoảng 24.000 đến 26.800 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Trung giao động trong khoảng 22.000 đến 23.600 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông giao động trong khoảng 21.000 đến 21.500 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Tây giao động trong khoảng 21.600 đến 22.000 đồng mỗi kg. Giá gà con giống Lông Màu miền Bắc là 5.500 đồng đến 7.500 đồng một con một ngày tuổi. Gà con giống Lông Màu miền Trung là 5.000 đồng đến 8.500 đồng một con một ngày tuổi. Gà con giống Lông Màu miền Đông là 7.000 đồng đến 7.500 đồng một con một ngày tuổi. Cả con. Giống Lông Màu miền Tây là 8.000 đồng đến 8.500 đồng một con một ngày tuổi. Giá vịt thịt miền Bắc giao động trong khoảng 34.000 đến 35.000 đồng mỗi kg giá vịt thịt miền Nam giao động trong khoảng 33.000 đến 34.000 đồng mỗi kg. Giá vịt sống Super M là 11.000 đến 11.500 đồng một con một ngày tuổi, vịt sống bố mẹ từ 40.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều, giao động từ 2.000 cho đến 2.300 đồng mỗi quả, trong đó, tỉnh Hà Nam là những nơi có giá trứng gà cao nhất cả nước với giá 2.300 đồng mỗi quả. Giá bán tại các chợ đầu mối cụ thể như sau. Giá cả hôm nay không có gì biến động. Các mặt hàng gà mía, gà minh dư, gà ri và gà nòi vẫn bám mốc giá cũ. Cụ thể, gà mía có giá bán trung bình là 95.000 đồng mỗi kg, gà minh dư từ 53.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, gà ri là 50.000 đồng mỗi kg và gà nòi vẫn không đổi, có giá 75.000 đồng mỗi kg hôm nay. Giá vịt hôm nay, ngày đầu năm vẫn giữ giá bán từ 32.000 đến 40.000 đồng mỗi kg với thành phố Hồ Chí Minh là nơi có giá bán thấp nhất và cao nhất là tại tỉnh Đồng Nai. Các địa phương khác cũng không có quá nhiều tranh lệch, sức mua ổn định, duy trì biểu đồ giá đi ngang. Giá trứng gà hôm nay cũng không ghi nhận thay đổi mới, duy trì giá bán từ 2.000 đến 2.300 đồng mỗi quả đối với trứng gà trắng và 2.000 đến 2.300 đồng mỗi quả đối với trứng gà đỏ. Hà Nam và Bình Định là những tỉnh có giá trứng gà cao nhất cả nước. Nhìn chung, giá trứng gà khá thấp, thị trường yên ắng ngày đầu năm mới. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ úm gà, vịt sống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết, nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để úm gà, vịt. Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy bão cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương hở bụng tránh bị vỏ chấu khô găm vào dễ bị phiên bệnh chết hao hụt trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn hơn nữa khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều để lâu ngày cám sẽ mốc vật nuôi lớn lên bới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu Chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con. Đặc biệt, khi cho gà ăn, chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bộp bộp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn, ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà, vì trong 3 đến 4 ngày đầu. Khi con giống mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về chúng mới uống vài ngày, Bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thành tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công. Cách dùng giấy báo cũ uống ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi, bà Trương Thị Nụ ở Hoa Lư, Ninh Bình nói.